Hôm nay giới thiệu với anh em một siêu phẩm ha. Ngang 1m55, dài 10m5, máy bình vàng, dặn mặt càn á. Mới vừa cho uống dầu xong. Dây này nói chung là ken xà beng lắm nha anh em. Chút xíu nữa em quay vô chi tiết cho anh chị em xem nha. Cái bẩn nước lớn chà bá luôn, cho anh chị về đặt máy lớn luôn. Dây này là bao hết luôn nha anh chị em. Dán sạp miếng nào miếng nấy chản chản không. Để em quay chi tiết nha. Cái bẩn nước chà bá luôn nha anh chị. Má cho uống dầu đi còn dính bẹp bẹp luôn á. À, uống dầu thái không à, thấy không? Nay dở dán sạp lên rồi là anh chị thấy chi tiết luôn á. Máy bót, bót chưa gơ luôn nha anh chị, qua lại liên tục. Máy dân mặt kèn NTS85, be cong đà là có kẹp sắt hết nha. Này là tiếp 60 cho anh chị về lên máy lớn nè. Để em quay lại trước. Cái máy này thôi khỏi che luôn. Vàng cong đà, anh chị thấy không? Cong đà có một cây nào trả ghe, trả tiền lại. Em xin chốt lại là dán sạp đầy đủ nha anh chị. Ngang 1m55, dài 10m5. Máy NTS85, bình vàng. Chị xem chi tiết. Máy cho uống dầu đi còn ướt bẹp bẹp. Chị xem nhớ bấm nút like, đăng ký kênh của em nha. Cảm ơn anh chị đã xem tin.